Chào các bạn, chào bạn Bình nhé. Video này mình gửi bạn Bình ở Đồng Nai. Bạn có đặt bên mình một mẫu dây và một mặt rồng. Hôm nay bên mình đã làm xong, mình quay cho bạn xem trước để chiều nay mình gửi hàng. Bạn Bình để xem nhé. Đây bạn Bình xem nhé. Bạn Bình ở Long Thành, Đồng Nai. Bạn có đặt bên mình một mẫu dây rồng và một cái mặt chạm rồng. Bởi vì là bạn Bình tuổi rồng nên bạn thích toàn rồng thôi. Đây mình quay gần cái mặt chạm rồng này. Cái mặt chạm con rồng đang cuộn uốn lượn trên đám mây á. Bạn hình dung là con rồng nó bay, nó uốn lượn trong bên trong cái đám mây ở trên trời đấy. Còn cái mẫu dây thì là mẫu dây đúc thân vuông nhé. Đây là cái khúc này là thân vuông, bên trong có hình con rồng. Bạn nhìn rõ hình con rồng chưa? Đấy, đây là cái thân vuông rất là đẹp. Theo như bạn Bình có mô tả thì bạn cũng đeo nhiều bạc rồi nhưng mà nó cứ bị đen ấy, thì có khả năng là cái bạc mà bạn đeo trước đây nó cũng không được đẹp lắm. Còn đây là bạc ta 99 luôn nhá, nên là bạn đeo không lo nó bị đen đấy. Cả dây và mặt đều là bạc ta hết, rất là đẹp. Chiều nay mình sẽ gửi hàng, thì vào đến Đồng Nai là sẽ phải khoảng tầm 4-5 ngày. Bạn Bình để ý điện thoại nhận hàng giúp mình nhé. Cảm ơn bạn Bình đã tin tưởng và đặt hàng bên mình. Chúc bạn Bình sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Các bạn ai yêu thích mẫu dây rồng hoặc mẫu dây nào đó thì liên hệ với mình, số điện thoại 079 609 6717. Bên mình sẽ gửi mẫu hoặc tư vấn cho các bạn nhé. Video này mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào các bạn.